Chú chó con lần đầu tiên biết sủa đã cãi tay đôi với con sen. Nuôi nó từ khi bé xíu còn đỏ hỏn, đến khi lớn lên xíu nữa, lần đầu tiên nó cất tiếng sủa cũng là lúc nó chửi tay đôi với con sen không trượt phát nào. Nói một tiếng là cãi một tiếng, nhất quyết không chịu thua. Người thì bé xíu mà hung dữ không ai bằng. Ánh mắt kia là kiểu, bà muốn cãi thì tôi sẽ cãi với bà tới tối luôn cũng được, coi ai thắng. Con trai cưng của mẹ đồ đó, nuôi lớn xong tiếng nói đầu đời là để cãi nhau với mẹ. Tướng này chiến lắm, sau này cũng giang hồ báo đốm, báo bà già chứ không đâu. Nhìn là biết tương lai không trông mong báo hiếu gì nhiều, chỉ mong mỏ bớt hổn cho bà già bớt nhức nhức cái đầu là mừng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.